chúng ta chỉ còn 300 ngày nữa để thay đổi cuộc sống nhờ crypto. Tại sao mình lại lấy mốc thời gian là 300 ngày? Thay đổi cuộc sống là thay đổi như thế nào? Thời điểm mà mình sẽ bán ra để chốt lời là khi nào thì mình sẽ chia sẻ trong video này. Tại sao mình lại lấy mốc thời gian là 300 ngày chứ không phải là 400 ngày hay là 500 ngày? Bởi vì đây là một cái phân tích theo dữ liệu lịch sử của mình về biểu đồ giá của Bitcoin ở trên khung thời gian tháng, là một khung thời gian rất là lớn. Và các bạn thấy được đây là biểu đồ dữ liệu lịch sử của Bitcoin từ năm 2011 cho đến thời điểm hiện tại. Và các bạn thấy được là theo như biểu đồ dữ liệu lịch sử này thì mình đã có phân tích ở trong video trước, thì đây là một cái biểu đồ cho thấy rằng là Bitcoin sẽ có khoảng thời gian phá cái đỉnh cũ ATH của nó, tức là cái vùng all time high của Bitcoin ở trong các cái chu kỳ trước đó, ở chu kỳ năm 2012 ở đây. Thì các bạn thấy được là sau khi mà giá Bitcoin tạo đỉnh ở quanh cái khu vực là 10 đô, thì các bạn thấy được là giá đã điều chỉnh. Và sau khi Bitcoin diễn ra sự kiện halving lần đầu tiên ở tháng 11 năm 2012, thì các bạn thấy được là Bitcoin chỉ cần 4 tháng sau thì Bitcoin đã phá cái vùng ATH cũ của nó, tức là cái vùng đỉnh cũ của Bitcoin ở trong chu kỳ đó. Đến sự kiện halving lần thứ hai đó là tháng 7 năm 2016, thì các bạn thấy được là Bitcoin sau khi halving thì cần đến tận là 8 tháng thì Bitcoin mới chạm vào cái vùng ATH cũ của nó ở năm 2014 và phá qua cái vùng ATH cũ của nó. Thì Bitcoin chỉ cần là 8 tháng các bạn, 8 tháng sau sự kiện halving. Và đến chu kỳ năm 2020 thì Bitcoin đã diễn ra sự kiện halving lần thứ 3, và Bitcoin cần đến tận là 7 tháng sau sự kiện halving thì Bitcoin mới phá vùng đỉnh cũ 20.000 đô. Và sự kiện halving lần thứ 4 này thì chúng ta thấy được là nó sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2024 này, tức là chỉ cần khoảng 2 tháng nữa thôi thì Bitcoin sẽ diễn ra sự kiện halving. Theo như dữ liệu lịch sử từ năm 2011 cho đến nay thì các bạn thấy được là Bitcoin cần trung bình là khoảng từ 4 tháng cho đến 8 tháng sau sự kiện halving thì Bitcoin sẽ phá vùng ATH cũ của nó. Tuy nhiên mình lại kỳ vọng là Bitcoin cần đến tận là 7 cho đến 8 tháng thì mới phá vùng đỉnh cũ của nó, bởi vì là ở chu kỳ năm 2012 này thì lúc đó Bitcoin hầu như là rất ít người biết đến, cũng như là cái vốn hóa thị trường của Bitcoin lúc đó rất là bé, cho nên là nó chỉ cần khoảng thời gian là 4 tháng thì nó đã phá vùng ATH cũ của nó rồi ha. Còn ở những chu kỳ là 2016 và 2020 thì Bitcoin vốn hóa lúc đó cũng đã lớn hơn nhiều, cũng như là nhiều người biết đến hơn, cho nên là khoảng thời gian trung bình nó cần phải phá vùng ATH là sau khi halving 7 cho đến 8 tháng. Mà halving năm nay nó diễn ra vào tháng 4, và 7 cho đến 8 tháng sau, tức là tháng 11 cho đến tháng 12 năm 2024 này, thì Bitcoin sẽ phá qua vùng 69.000 đô để thiết lập nên cái vùng đỉnh mới của nó, có thể là sẽ trên 100.000 đô rồi các bạn. Tính từ thời điểm mà mình làm video này cho đến thời điểm mà mình đã phân tích và dự đoán Bitcoin sẽ phá ATH vào cuối năm nay là tháng 11 và tháng 12, thì chúng ta chỉ còn khoảng thời gian là khoảng 300 ngày nữa thôi thì Bitcoin sẽ phá vùng đỉnh cũ hả các bạn. Sau sự kiện halving, mình kỳ vọng là Bitcoin sẽ tăng mạnh để thiết lập đỉnh sau cao hơn mức 69.000 đô, có thể đỉnh sau là trên 100.000 đô. Vậy nên nếu như các bạn chưa có vị thế spot thì chúng ta chỉ còn khoảng 300 ngày để tích lũy những đồng crypto, những đồng altcoin tiềm năng. Và những đồng altcoin tiềm năng đó là những altcoin nào thì mình đã có làm một video, các bạn có thể xem lại trong video này nha. Giai đoạn này Bitcoin đã tăng giá từ vùng 16.000 tăng lên trên 50.000 đô, thì có nhiều người bảo rằng là chúng ta nên bán ra đi. Thì đây cũng là một ý kiến có ích. Nếu như các bạn đã có lợi nhuận rồi thì chúng ta có thể bán ra cái phần vốn gốc để không bị lỗ và giữ được vốn trước đã. Còn cái phần lời chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ, thì đó là một cái vị thế mà chúng ta không thể thua được. Vì vậy về phần tâm lý chúng ta cũng sẽ không bị áp lực. Còn nếu như các bạn bán ra rồi nhưng mà thấy giá vẫn tiếp tục tăng mà chúng ta FOMO mua thêm vào ở giá cao hơn thì cái xác suất mà chúng ta bị đu đỉnh nó vẫn có nha các bạn. Một ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu hơn đó là chúng ta mua ở giá 1 đô và bán ra ở 2 đô, sau đó thấy giá nó tăng lên nữa, chúng ta mua ở giá 5 đô và bán giá 6 đô thì tổng chúng ta chỉ lãi được có 2 đô đúng không các bạn. Vậy thì tại sao chúng ta không có thể hold từ vùng giá là 1 đô lên giá 6 đô thì chúng ta bán ra thì chúng ta lãi đến tận là 5 đô đúng không các bạn, mà không phải tốn công tốn sức chúng ta theo dõi video quá nhiều, cũng như là chúng ta không phải FOMO mua đi bán lại quá nhiều lần, mà bán xong ở giá 2 đô rồi chúng ta mua lại ở giá 5 đô và nếu như giá nó không có tăng nữa mà giảm luôn thì có phải là chúng ta bị đu đỉnh rồi đúng không. Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng năm 2024 này là năm còn tích lũy được, còn năm 2025 là năm mà chúng ta nên bán dần ra thì nó sẽ tốt hơn. Biết đâu những người khuyên các bạn bán ra ở thời điểm này muốn cướp số hàng mà các bạn đang hold đúng không? Bởi vì trên thị trường crypto này có một sự thật là mọi người đang cố lấy tiền của nhau, và đây chính xác thực sự là cái cách hoạt động của thị trường tài chính này. Vì vậy các bạn đừng nên quá xem thị trường này là màu hồng ha, cũng như là đừng tin vào ai 100% kể cả mình.
Vậy nên mình nghĩ năm 2024 này vẫn là một năm có thể tiếp tục tích lũy các đồng crypto này được trước khi mà thị trường bước vào giai đoạn bứt phá, tăng bứt phá ở năm 2025, chứ không phải là ở giai đoạn hiện tại là chúng ta bán ra hàng các bạn. Bởi vì các quỹ ETF mới tham gia thị trường và họ vẫn đang liên tục tích lũy Bitcoin nhiều nhất có thể. Chu kỳ này thị trường bull run có thể đến sớm hơn, bởi vì hiện tại thì chúng ta đã có được sự tham gia của các quỹ truyền thống lớn, ví dụ như BlackRock, Fidelity hay là VanEck. Các quỹ ETF này vẫn liên tục mua và tích lũy Bitcoin, họ liên tục rót tiền vào thị trường nên cũng có thể khả năng thị trường uptrend đến sớm hơn so với những chu kỳ trước đây. Biết là thị trường sẽ tăng giá nhưng mà hiện tại thì altcoin chưa có tăng nhiều. Vậy thì khi nào altcoin mới tăng thực sự nhiều? Mình nghĩ rằng đây cũng chính là thắc mắc của khá là nhiều bạn. Theo mình thì altcoin sẽ tăng mạnh khi mà Bitcoin phá cái vùng đỉnh cũ ATH 69.000 đô, và lúc đó thì giới báo chí cũng như là truyền thông đưa tin về cái sự kiện Bitcoin phá đỉnh cũ 69.000 đô, và lúc đó thì dòng tiền FOMO mới chảy vào thị trường và nhiều F0 tham gia vào thị trường hơn, cũng như là nhiều câu chuyện của các dự án sẽ được kể. Kèm theo đó là một hành động của các dự án, đó là họ sẽ airdrop rất là nhiều tiền. Vì vậy cho nên nó sẽ tạo nên cái cảm giác là trong uptrend mọi người kiếm tiền rất là dễ, và đây là một cái giai đoạn cực kỳ hưng phấn của thị trường bull run. Những hành động này có thể sẽ diễn ra ở cuối năm 2024 và đầu năm 2025 sắp tới. Vậy thì đối với cá nhân mình thì mình sẽ bán ra các đồng crypto khi nào? Với mình thì mình sẽ có những tín hiệu để bán ra như sau. Đầu tiên là những người bạn lâu năm của mình, lâu nay không có nói chuyện nhưng mà bỗng nhiên có liên hệ với mình và hỏi về crypto, thì đó là tín hiệu bán đầu tiên. Thứ hai là ở trên video, sợ hãi và tham lam luôn báo động cái mức thị trường đang ở mức cực kỳ tham lam, và đó chính là tín hiệu bán ra dần. Những cái app về sàn giao dịch crypto như là Binance, Coinbase hay là OKX liên tục đứng trong top bảng xếp hạng tải về ở App Store hay là CH Play, thì đó chính là tín hiệu để bán ra. Thứ ba là ở Bido, phần trăm nguồn cung Bitcoin bị thua lỗ, nó giảm xuống đến mức là từ 0 cho đến 1%, thì lúc đó tức là phần đông các nhà đầu tư Bitcoin, những holder Bitcoin trên thị trường hầu như rất là ít người bị lỗ, và đó cũng chính là những tín hiệu thị trường đang cực kỳ hưng phấn và cực kỳ tham lam, và đó cũng chính là những tín hiệu để chúng ta có thể bán dần ra. Tóm lại, đó chính là view của mình về thị trường trong thời gian tới. Vì vậy chúng ta không còn quá nhiều thời gian để tích lũy các đồng crypto tiềm năng trước khi mà thị trường vào một cái sóng tăng trưởng mạnh, và lúc đó thì dòng tiền FOMO của những nhà đầu tư F0 họ tham gia vào thị trường thì nó sẽ đẩy cho cả thị trường tăng lên một cách rất là mạnh và nhanh. Hiện tại chúng ta cũng đã thấy được là có dòng tiền mới bắt đầu chảy vào thị trường từ các quỹ ETF, nhưng mà mình thấy rằng là dòng tiền từ đám đông á, nó sẽ còn nhiều hơn các quỹ ETF này rất là nhiều. Cộng thêm việc Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay cũng là yếu tố giúp cho dòng tiền chảy vào thị trường crypto được nhiều hơn. Vậy nên nếu như các bạn chưa có vị thế thì mình nghĩ rằng là các bạn nên phân bổ vốn ra, phân bổ chia vốn thành nhiều phần và DCA mua trung bình giá vào đều đặn hàng tuần hoặc là hàng tháng những cái đồng altcoin tiềm năng cũng như là Bitcoin hay là Ethereum, để chúng ta có một cái vị thế trước khi mà chu kỳ uptrend diễn ra mạnh hơn ở cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Mình không phải là chuyên gia nên video này các bạn chỉ nên tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn có nhận định gì về thị trường crypto ở năm 2024-2025 thì nhớ để làm bình luận ở dưới video này để mình tham khảo với nha.